Mình Đường Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông Bước sang tuần mới, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi tuần mới của 12 con giáp Từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021 Chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn mà các bạn cùng theo dõi Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày mùng 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021. Tuần mới cho thấy con giáp tuổi Tý có nhiều lo lắng đối với chuyện tình cảm hiện tại của mình. Có thể bạn lo nghĩ về việc mối quan hệ của cả hai sẽ nhanh chóng nhàm chán bởi cứ dính lấy nhau cả ngày. Do đó, bạn nên có sở thích và không gian riêng để hạn chế việc này bạn nhé. Con giáp tuổi Tý hãy thở phào nhẹ nhõm vì bạn đã chính thức vượt qua những giai đoạn cam gâu nhất của năm 2021. Tuần này mọi thứ đã thuận lợi hơn trước rất nhiều. Từ lúc này trở đi, con đường trước mắt bạn sẽ bớt gập ghềnh và dẫn bạn thẳng bước đến bến bờ hằng mong đợi. Sao Bách Việt cho thấy tuần này khá vượng duyên, đòi hỏi bản mệnh phải tỉnh táo tìm ra đâu là chân ái cuộc đời mình khi vây quanh bạn là vô số đối tượng với những tích cách khác nhau chớ nên vội vàng, cứ để thời gian trả lời tất cả bạn nhé. Những ngày đầu tuần bản mệnh hãy làm việc chăm chỉ vì hứa hẹn là cuối tuần với sự giúp sức của thiên tài sẽ mang lại cho bạn nguồn thu kha khá, nhất là những ai kinh doanh tự do, cơ hội cải thiện tình hình tài chính lúc này rất cao. Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày mùng 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021. Bước sang tuần mới này với người tuổi Sửu. Bạn có thấy chuyện tình cảm hiện tại của mình đang quá đơn điệu không? Bạn đừng xem nhau như thói quen hàng ngày mà hãy thử đem đến cho đối phương những điều mới lạ và hay ho trong cuộc sống, chẳng hạn như những bữa tối lãng mạn hay những buổi đi chơi đầy bất ngờ. Tuần mới hứa hẹn nhiều điều thú vị khi người tuổi Sửu biết phá bỏ những giới hạn cũ kỹ, bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhìn ở phương diện khác, giai đoạn nhiều biến động này cũng mang đến cơ hội chữa lành và tái sinh sự tả phù chủ về giúp đỡ, dự báo bản mệnh được truyền cảm hứng khá nhiều từ người hoặc sự việc nào đó. Nguồn năng lượng tươi mới sẽ thúc đẩy bạn sáng tạo, dấn bước và đưa ra những quyết định khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Dường như có trong tay tiền bạc và vị trí sẽ khiến bản mệnh càng chủ quan và nguy cơ bị lừa xuất hiện vào cuối tuần khi tỷ kiên mang đến rắc rối cho bạn. Dù làm gì thì bạn cũng nên ưu tiên các giải pháp an toàn sẽ tốt hơn cho bạn lúc này. Tử vi tuần mới của tuổi dần, từ ngày mùng 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021. Tuần mới này, rất có thể sẽ khiến con giáp tuổi dần lo sợ mình sẽ phải chịu cảnh độc thân lâu dài khi càng ngày bạn càng không có hy vọng về việc xây dựng một mối quan hệ mới. Hãy tìm cho mình sự bình an trước đã rồi bạn sẽ sớm tìm được người ưng ý ngay thôi mà. Nếu con giáp tuổi dần càng mến chuộng sự ổn định thì bạn càng thất vọng trong tuần mới khi bạn thấy cuộc sống của bạn khá trao đảo với những thay đổi thực tại vẫn xoay vần dù bạn có che đi đôi mắt mình vì vậy lựa chọn tốt nhất là học cách đối diện và thích nghi càng sớm càng tốt sao thiên đức hỗ trợ bản mệnh rất nhiều trong việc cải thiện tình hình tài chính đang có nếu có cơ hội để đầu tư thì bạn nên cố công tìm hiểu một chút đừng bỏ lỡ thì rất phí hoài đấy bạn nhé khó khăn vào đầu tuần thì cũng đừng nản chí nhé con giáp tuổi dần vì mọi thứ sẽ dần trở nên thuận lợi hơn vào cuối tuần do có chính quan giúp bạn thấy được rất nhiều tín hiệu tích cực từ cuộc sống cho tới vấn đề liên quan tới sức khỏe tử vi tuần mới của tuổi Mão từ ngày mùng 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang tuần mới này cho thấy tuần mới bạn đang cố làm điều gì lại càng dễ sai sót, hãy xem đây là giai đoạn tuyệt vời để lắng mình và khám phá chiều sâu của thế giới nội tâm. Nếu chưa từng có dịp kiểm nghiệm hiệu quả của thiền định, có lẽ đây là lúc phù hợp để bạn bắt đầu. Chuyện tình cảm của một số người tuổi Mão bị gia đình ngăn cản, do đó bạn đừng gây thêm căng thẳng thêm nữa nhé. Hãy âm thầm chứng minh tình cảm của mình vì mọi người đều mong bạn hạnh phúc mà thôi. Một số mâu thuẫn có thể nổ ra giữa hai vợ chồng nhưng đừng vì một chuyện nhỏ mà có những nhận xét không hay về nhau nhé. Sao bạch hổ hung tinh gây hại cho sức khỏe nên con giáp tuổi mão thường cảm thấy mệt mỏi, thiếu tập trung. Nhất là ai đang bị bệnh thì có rất nhiều biểu hiện không tốt nên thăm khám sớm để tìm cách chữa trị. Lại thêm thiên quan xuất hiện cuối tuần sẽ không đủ làm con giáp tuổi mão trùn bước vì bạn đủ biết cách để lấy lại thăng bằng. Điều quan trọng là bạn tự rút ra bài học cho mình chứ không phải là những mục tiêu nào đó quá xa vời. Tử vi tuần mới của tuổi Thìn từ ngày mùng 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021. Vận trình tuần mới này với người tuổi Thìn đang có được báo hiệu với các dự án của con giáp tuổi Thìn tuần này diễn ra khá suôn sẻ. Mọi điều bạn chạm tay vào dường như đều hóa thành vàng hãy tận dụng thật tốt thời cơ này để hiện thực hóa các mong muốn bạn còn ấp ủ. Với tâm lý hay so sánh người yêu, bạn đời của mình với người khác càng khiến tình cảm hai người bị dạn nứt thôi con giáp tuổi thì nhé. Trong tuần đang có sao giải thần mang lại cho mang lại trái tim hòa ái cho bản mệnh, vì thế, bạn khá hào hứng trong việc giúp đỡ mọi người. Thậm chí bạn có xu hướng, bao đồng, một chút khi dùng tiền túi của mình để giúp người khác nhớ cân đối lại vấn đề tiền nong nếu không muốn ảnh hưởng tới kế hoạch tương lai của bạn nhé những ngày đầu tuần của bản mệnh diễn ra khá rực rỡ, nhất là khi có thực thần che chở, nên dường như việc gì cũng hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng sự cố sẽ đến ngay sau đó nếu bạn quá chủ quan, khinh địch đấy nhé. Tử vi tuần mới của tuổi tỵ từ ngày mùng 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021. Bước sang tuần mới này với người tuổi tỵ, thầy tử vi chỉ ra rằng, tuần mới này đang mang tới những điều tốt lành cùng những cơ hội tuyệt vời con người tuổi tỵ. Ngọn lửa dù nóng nhưng cũng là ánh sáng dẫn đường cho bạn suốt thời gian qua. Một cánh cửa vừa mở là là lúc bạn khám phá những góc cạnh cuộc sống khác chưa từng có dịp ghé thăm. Về khía cạnh tình cảm của bạn tuần này rất đáng mong đợi. Còn trần trừ gì mà không chủ động dẫn bước trong mối quan hệ của mình hả người tuổi tỵ? Người ấy đang rất mong tín hiệu từ bạn đấy trong tuần đang có sao nguyệt mã xuất hiện chủ về di chuyển cho thấy thời gian này bạn có xu hướng phải đi công tác đi tìm cơ hội mới cho mình đừng ngại chịu khổ vất vả một chút vì bù lại bạn sẽ có được thành quả đáng để mọi đợi đấy nhất là cơ hội cải thiện tình hình tài chính trong những ngày đầu tuần có thực thần mang tới cho bạn niềm vui trọn vẹn thì bạn mệnh nhớ tận hưởng đi nhé vì những ngày sau đó sẽ có nhiều khó khăn xảy đến đòi hỏi bạn mạnh mẽ đương đầu đấy hãy nghĩ tới những ngày vui để mang thêm động lực cho mình bạn nhé tử vi tuần mới của tuổi Ngọ từ ngày mùng 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021. Vận trình tuần mới này với người tuổi Ngọ đang có những báo hiệu về những tin vui sắp tới. Cuộc sống của người tuổi Ngọ trong tuần này rất rực rỡ khi niềm vui nối tiếp niềm vui, bản mệnh lúc này có thể thư giãn và tận hưởng thành quả từ những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua. Bạn chắc chắn là người may mắn hơn rất nhiều người xung quanh mình. Lúc này, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Ngọ đã khởi sắc rõ rệt. Nhiều cơ hội gặp gỡ, chuyện trò và kết nối sâu sắc sẽ mở ra trong bạn thế giới quan hoàn toàn mới. Nguồn năng lượng này là bệ đỡ tuyệt vời cho sự nghiệp và tình yêu. Không một thế lực nào có thể cản bạn chạm tay vào ước mơ của mình. Lời nhắn nhủ duy nhất dành cho bản mệnh đó là trong vinh quang chớ quên những tấm lòng đã hỗ trợ bạn trong những ngày chắc trở. Tuy nhiên trong tuần cũng đang có sao thiên hình chiếu mệnh được xem là sao xấu nên ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của bản mệnh tưởng chừng đã vạch rõ con đường mình cần đi, thế nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi rắc rối. Hãy giữ bình tĩnh, đó chỉ là những xúc cảm thoáng qua. Tử vi tuần mới của tuổi mùi, từ ngày mùng 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021. Bước sang tuần mới với người tuổi mùi tử vi cho thấy, tuần mới có thể có nhiều sóng gió khiến con giáp tuổi mùi có lúc trao đảo và muốn bỏ cuộc mong rằng tinh thần độc lập sẽ giúp đôi chân bạn vững vàng vượt qua tất cả tuổi mùi tình hơi buồn một khi bạn đã tha thứ cho người ấy rồi thì đừng khơi lại vết thương cũ nhé con giáp tuổi mùi đừng để những chuyện đã qua gây chia cắt tình cảm giữa hai người người độc thân nhớ cẩn thận kiểm tra lại thông tin người mà bạn mới quen biết nhé con giáp tuổi mùi tuần này có xu hướng suy nghĩ quá nhiều sao ngũ quỷ gây hại khiến bạn chẳng thể nào yên tâm để làm việc gì để cải thiện sức khỏe bạn cần xả bớt stress căng thẳng hiện tại đi đã nhé và đây là giai đoạn quan trọng với bạn tuổi mùi, đặc biệt là những ai đang đắn đo trước các ngã rẽ sự nghiệp. Dường như bạn đã bị đóng đinh với sự mạnh mẽ và tinh thần lạc quan đến mức không dám bày tỏ cảm xúc chân thật trong mình. Tử vi tuần mới của tuổi thân, từ ngày mùng 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021. Bước sang tuần mới này vận trình của người tuổi thân có những dấu hiệu tình thức rất rõ ràng, đến mức con giáp tuổi thân khó lòng không nhận lấy năm 2021 đã nhiều lần thúc giục bạn trưởng thành nhanh hơn về mặt cảm xúc. Giờ đây bài học ấy được tăng cấp, hãy mạnh mẽ đối đầu bạn nhé. Không cần mọi thứ quá rõ ràng trong tình yêu đâu con giáp tuổi thân, có một số vấn đề bạn cần cảm nhận nhiều hơn là nói ra. Ngoài ra, để có thể tạo ra sự đồng cảm trong mối quan hệ, cả hai cần có không gian riêng tư để suy ngẫm về đối phương cũng như bản thân. Nếu có dự định mới liên quan tới công việc thì con giáp tuổi thân hãy thử tiến hành ngay khi sao thiên vu tương trợ cho bạn thời gian này bạn cũng muốn áp dụng một số kiến thức về tâm linh để cải thiện vận trình sự nghiệp hiện tại nữa đấy. Dường như bạn cứ thế bước mà chẳng rõ đích đến là nơi đâu trong suốt nửa năm qua, giờ đã đến lúc thay đổi. Nguồn năng lượng tươi mới sẽ thúc đẩy bạn sáng tạo, dấn bước và đưa ra những quyết định khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Tử vi tuần mới của tuổi Dậu từ ngày mùng 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021 tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, với người tuổi dậu lúc này có nhiều xáo trộn xảy đến trong cuộc sống của bạn và bạn dường như không thể nào kiểm soát nổi hết những gì đang diễn ra. Điều này cũng là một hồi chuông tỉnh thức vang vọng đối với con giáp tuổi dậu. Bạn có thể khám phá được một cái tôi, khác bản lĩnh ít bị cảm xúc chi phối hơn. Sự chuyển biến này rất có ý nghĩa trong giai đoạn bạn phải đương đầu với nhiều thử thách trong cả sự nghiệp lẫn mối quan hệ những vấn đề liên quan tới tình cảm của con giáp tuổi dậu tuần này nên suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi hành động mặt tình cảm có thể xảy ra chút mâu thuẫn đòi hỏi bạn biết khoan dung và nhường nhịn sự tác động của sao dịch mã là nguyên nhân của những thay đổi đối với con giáp tuổi dậu vào thời điểm này thay vì đối đầu không muốn thay đổi thì bạn nên học thích nghi vì đó là cách để bạn phát triển bản thân mở mang tầm hiểu biết Tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày mùng 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021. Vận trình tuần mới này với người tuổi Tuất thầy tử vi chỉ ra rằng với bạn tuổi Tuất đã đẩy lùi được giai đoạn gian khó lại phía sau và giờ là lúc con giáp tuổi Tuất có thể cho phép tâm trí mình được nghỉ ngơi. Đôi khi biết bỏ qua những tiểu tiết lại là cách để bạn đạt được thành công trọn vẹn hơn. Đặt công việc sang bên, tháng ên là thời gian bạn chia sẻ với gia đình và những người yêu thương trong tuần này có điều gì đó gây ra nỗi oan ức trong lòng mà con giáp tuổi tuất chẳng thế nói ra và điều này đang khiến tình cảm của hai người dạn nứt dần mà bạn không hay biết dù sao thì việc bạn thẳng thắn sẽ tốt hơn cho mối quan hệ của hai người lúc này sao thiên diêu chiếu mệnh chủ về đào hoa xuất hiện trong tuần này cho thấy có nhiều cám dỗ đòi hỏi bản mệnh phải đủ bản lĩnh để đứng vững tránh được những rắc rối không đáng có cho mình những ai đang độc thân sẽ có cơ hội hẹn hò và tìm hiểu người khác rời trong lúc này và trong tuần mới này, ngay khi có chính tài che chắn cho mình vào ngày đầu tuần thì bản mệnh nên kịp thời giữ gìn tiền bạc mà bạn có được. Còn thời điểm cuối tuần dự báo rắc rối sẽ liên miên xảy ra khiến bạn hao tổn không ít sức khỏe cho tới tài chính đấy. Tử vi tuần mới của tuổi hợi, từ ngày mùng 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021. Với người tuổi hợi, bước sang tuần mới này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn có phần trở nên mong manh, yếu đuối trong chuyện tình cảm của mình hơn bao giờ hết, có thể một số xung đột cũ tìm đường trở lại sẽ khiến bạn không khỏi phiền lòng. Bằng sự bình tĩnh và sáng suốt nên giải quyết một lần dứt điểm đi bạn nhé. Công việc của người tuổi hợi có nhiều khúc mắc đã được hóa giải. Bên cạnh đó, có thể thấy ít nhiều bước bối dường như những cuộc cạnh tranh quyền lực xung quanh dù chẳng liên quan nhưng vẫn khiến bạn kiệt sức sao thái tuế chiếu mệnh điều này có thể là tác nhân khiến bạn dễ bị tai nạn trong tuần này do đó nếu đi lại phải cẩn trọng nhất là với những người xuất hành đi xa nên ưu tiên đảm bảo an toàn là điều trước tiên bạn nhé lại thêm thiên quan xuất hiện vào giữa tuần cũng gây ra rắc rối hoặc gây ra việc mất tiền hao của và chút suy nghĩ tiêu cực cho con giáp tuổi hợi thế nhưng là ngay sau đó bạn đã kịp chỉnh đốn lại tinh thần nhờ đó mà không có việc gì đáng phải nghĩ ngợi trong tuần này cả cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại